tỷ lệ nội địa hóa cao, doanh nghiệp vẫn gặp khó về nguyên liệu. Trước tác động của dịch COVID-19 ảnh hưởng tới nguồn cung nguyên liệu, các doanh nghiệp đã chủ động xây dựng các kịch bản, phương án khi dịch bệnh có thể kết thúc hoặc kéo dài. Chiều 5 tháng 3, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Công Thương có buổi làm việc thực địa tại một số doanh nghiệp doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may. Mục đích của buổi thực địa này của Bộ Công Thương nhằm nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh nhất là những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp. Tại công ty thanh niên ngân hàng Hoa hậu hóa dệt Hà Tây, đây là công ty chuyên sản xuất giày lưu hóa, giày thể thao ép với công suất tối đa đạt 120.000 đôi một tháng. Thị trường xuất khẩu chính là châu Âu, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, trong đó 60% xuất sang thị trường Anh. Dù sản phẩm của công ty có tỷ lệ nội địa hóa cao trên 70%, nhưng cũng gặp khó khăn trong vấn đề nguyên liệu. Chia sẻ với Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công ty Thanh niên Ngân hàng Hoa hậu hóa dệt Hà Tây, cho biết tỷ lệ nội địa hóa trên 70% như đế giày, vải thô, lót, và một phần pu, một số phụ kiện trang trí, đinh tán nhưng một số vải đặc trùng, như vải dệt kẻ, vải in hoa, thì chúng tôi, vẫn phải nhập khẩu. Như nhiều doanh nghiệp khác chúng tôi, đang gặp khó khăn trong vấn đề nguyên liệu. Trước tình hình đó, Công ty hóa dệt Hà Tây đang tập trung liên hệ tìm kiếm các nhà cung cấp trong và ngoài nước, đồng thời, chủ động đàm phán với khách hàng đề nghị lùi đơn hàng hoặc thay đổi một số loại nguyên phụ liệu. Tại tổng công ty May 10, nơi có 12.000 lao động, đang làm việc trên khắp cả nước cũng, đang chịu sức ép lãi vay ngắn hạn, trả nợ gốc, nỗi lo nhân công, và nhất là nguy cơ khách hàng hủy đơn hàng do ảnh hưởng nguồn cung trong khi đối tác vẫn cần hàng. Ông Thân Đức Việt Tổng Giám đốc công ty May 10 cho biết, trước tình hình như hiện nay, Công ty cũng đã chủ động xây dựng các kịch bản phương án khi dịch bệnh có thể kết thúc hoặc kéo dài. Được biết, tại tổng công ty May 10 đã thành lập ban phòng chống dịch bệnh và thường xuyên túc trực cập nhật tình hình bởi doanh nghiệp này quan niệm sức khỏe của người lao động là tài sản của công ty. Nếu chẳng may một trường hợp nhiễm bệnh, cả nhà máy thậm chí cả tổng công ty phải đóng cửa bị cách ly. Sau khi lắng nghe các doanh nghiệp chia sẻ tình hình sản xuất, kinh doanh và những khó khăn do tác động của dịch COVID-19 gây ra. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đánh giá cao sự tích cực chủ động vượt khó của từng doanh nghiệp. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh gợi ý, với tỷ lệ nội địa hóa cao, có những đôi giày lên đến 95% như vậy. Doanh nghiệp nên tìm kiếm các thị trường nguyên liệu khác, ưu tiên khai thác thị trường trong nước tránh để phụ thuộc vào một thị trường cụ thể, khó khăn, thách thức luôn song hành cùng cơ hội. Đây là lúc các doanh nghiệp cần đẩy mạnh hơn nữa và triển khai thực chất hơn chủ trương đa phương hóa đa dạng hóa cơ cấu lại thị trường đối tác qua đó hạn chế rủi ro giảm bớt sự phụ thuộc vào chỉ một hoặc một vài thị trường trọng điểm ông trần tuấn anh nói bộ trưởng bộ công thương khẳng định bộ luôn lắng nghe các ý kiến đề xuất của doanh nghiệp đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay để tổng hợp và báo cáo chính phủ về phía bộ bộ sẽ làm hết trách nhiệm để hỗ trợ doanh nghiệp từng bước tháo gỡ khó khăn thời gian tới các doanh nghiệp cần tập trung phát triển thương mại điện tử nhất là thương mại điện tử tại thị trường nội địa, vì đây là một giải pháp hiệu quả trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Nếu cách đọc của tôi không được hay xin hãy góp ý dưới phần bình luận. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.